Đồng Lợi là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Xã có hơn 95% dân số là người Cao Lan với sinh kế chủ yếu từ nông nghiệp. Đa số người dân trong xã là hộ nghèo. Trường Trung học cơ sở Đồng Lợi được xây dựng từ những năm 1975 đến năm 1980, có 8 phòng học cũ với tổng số 332 học sinh và 16 giáo viên. Diện tích mỗi phòng chỉ từ 35 đến 40 mét vuông. Hiện các phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng, rất nguy hiểm cho học sinh mỗi khi trời mưa dông. Trường nằm sát chân đồi nên dễ dẫn đến nguy cơ sạt lở. Sân trường bằng đất nên vào mùa mưa, toàn bộ khu vực xung quanh trường trở nên lầy lội, gây khó khăn cho học sinh và giáo viên khi đến trường. Vì điều kiện khó khăn, vấn đề đảm bảo môi trường sống chưa được quan tâm đúng mức. Trường không có nhà vệ sinh riêng, rác thải không được xử lý đúng cách gây ô nhiễm môi trường. Học sinh không có nhiều cơ hội được tiếp cận với kiến thức về bảo vệ môi trường. Đặc biệt biến đổi khí hậu vẫn còn là một khái niệm xa lạ với các em. Suốt nhiều năm qua, bao thế hệ học sinh, giáo viên và người dân xã Đồng Lợi ước ao về một ngôi trường mới, an toàn và khang trang hơn, nhưng liên tục phải chờ đợi vì thiếu kinh phí xây dựng. Năm 2021, tổ chức Good Neighbor International tại Việt Nam đã tiến hành khảo sát và hỗ trợ người dân xã Đồng Lợi xây dựng một dãy phòng học mới. Tuy nhiên, nguồn ngân sách hạn chế khiến cho việc hoàn thiện ngôi trường gặp nhiều khó khăn. Rất may mắn sau đó, công trình đã nhận được hỗ trợ từ tập đoàn KSFC Hàn Quốc với khoản hỗ trợ là 2 tỷ 381 triệu 222.823 Việt Nam đồng cho các hạng mục xây dựng bao gồm công trình nhà vệ sinh, nhà thư viện và sân trường. Công trình trường Trung học cơ sở Đồng Lợi được khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 2022 và đã hoàn thành vượt tiến độ vào tháng 2 năm 2023. Các hạng mục như thư viện, sân trường, nhà vệ sinh được xây dựng khang trang là những điểm nhấn tô đẹp cho không gian ngôi trường mới. Thư viện xanh được đầu tư hiện đại, có đầy đủ sách, bàn ghế, tivi và không gian được trang trí hấp dẫn cho học sinh. Khu nhà vệ sinh với hệ thống nước sạch được lắp đặt tiện lợi, an toàn hơn, đáp ứng đủ nhu cầu của học sinh và giáo viên. Sân trường được lát gạch sạch sẽ, có nhiều cây xanh, bồn hoa là nơi vui chơi lý tưởng cho các em học sinh. Gió bão là cứ mỗi một cơn gió là tốc hết cả bờ lô rồi là mái tôn. Cái hàng năm mà các thầy các cô đều phải là huy động xã hội hóa để tu sửa lại, nhưng mà chúng tôi đây là cái địa bàn nó khó khăn nên là mỗi một lần vận động như vậy thì nó về tài chính là nó không nó hạn hẹp, cho nên là làm những việc đấy là vất vả. Nhưng qua đây là cũng được sự hỗ trợ của các nhà tài trợ này. Những cái khó khăn đấy tôi trước mắt là như đến bây giờ là cũng thấy rất là mừng và rất xúc động trước cái hình ảnh của nhà trường như vậy, bây giờ nó được thay đổi hoàn toàn. Và điều mơ ước lớn nhất của giáo viên và các em học sinh chúng tôi là có một ngôi trường khang trang, sạch đẹp với đầy đủ trang thiết bị. Và mong ước đó thì hiện nay thì đã trở thành hiện thực. Hôm nay em xin thay mặt các bạn học sinh trường Trung học cơ sở Đồng Lợi xin hứa là sẽ gìn giữ một ngôi trường xanh sạch đẹp và cố gắng học tập rèn luyện đạo đức thật tốt. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tổ chức Zinai và các nhà tài trợ. Trường học xanh được hoàn thành đã đem đến sự hân hoan cho các thế hệ giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Đồng Lợi. Hy vọng ngôi trường xanh an toàn ấy sẽ là nơi thắp lên nhiều ước mơ hoài bão và sẽ là nơi nuôi dưỡng tình yêu đối với ngôi trường của các thế hệ học sinh tương lai của trường Trung học cơ sở Đồng Lợi.